Bé trai 3 tuổi mất tích khi đi chơi công viên cùng với cha bị bắt cóc đã được giải cứu thành công. Sau hơn một ngày vào cuộc, thì lực lượng công an đã tìm thấy cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo. Tối ngày 22 tháng 8, theo nguồn tin của phóng viên cho biết, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, gần 3 tuổi, tên gọi ở nhà là Cam, trú tại khu vực Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, mất tích bí ẩn khi đi chơi cùng với cha ở công viên, đã được lực lượng công an tìm thấy. Hiện tại thì công an vẫn đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc. Trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 8, Gia Bảo cùng với bố là anh Hưng ra công viên Nguyễn Văn Cử, đoạn đối diện với hồ điều hòa thành phố Bắc Ninh để chơi. Tuy nhiên chỉ với rời mắt con khoảng một lúc thì anh Hưng đã không nhìn thấy con đâu. Vào lúc này thì anh vội tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bé Gia Bảo. Ngay sau đó thì người nhà đã nhanh chóng báo công an tỉnh Bắc Ninh. Công an thành phố Bắc Ninh cùng với lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé trong suốt đêm hôm qua cho đến tận tối hôm nay thì đã giải cứu thành công đứa bé. Và theo đó thì các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với công an tỉnh Tuyên Quang tìm thấy đối tượng là phụ nữ đã đưa bé về nhà tại tỉnh Tuyên Quang trong đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng 8. Và bước đầu thì đối tượng khai nhận rằng 3 giờ sáng ngày hôm nay đã chở cháu bé từ Bắc Ninh về nhà ở tỉnh Tuyên Quang. Hiện tại thì công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ người phụ nữ này và làm các thủ tục bàn giao cho bé cho gia đình. Được biết sau khi dụ dỗ đưa đứa bé đi từ 17 giờ 35 chiều tối ngày 21 tháng 8 thì đối tượng này đã đưa cháu bé về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và đến 3 giờ sáng ngày 22 tháng 8 thì di chuyển về nhà ở Tuyên Quang. Và đến khuya ngày 22 tháng 8 thì công an đã tạm giữ hai nghi phạm liên quan là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và Đặng Văn Bằng, 33 tuổi để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em. Và trao đổi với phóng viên thì một lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh cho biết qua điều tra trích xuất camera bằng các biện pháp nghiệp vụ thì công an Bắc Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo sinh năm 2018 tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Và cũng theo lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đã an toàn. Bố cháu bé đã lên tận Tuyên Quang để nhận dạng và khẳng định cháu bé là con trai của mình. Chúng tôi đã tạm giữ nghi phạm, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ, vị lãnh đạo trên cho biết. Vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh bắt cóc để lừa người yêu là con mình nhằm ép buộc cưới. Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định việc cháu Bảo mất tích là một vụ bắt cóc và nghi phạm khai rằng bắt cóc bé trai với mục đích là lừa người yêu nhưng kế hoạch đã bị bại lộ. Bắt cóc bé trai để lừa người yêu. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, quê quán ở phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Nghi phạm bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo khai rằng khi đang di chuyển bằng xe máy thì thấy em bé chơi một mình nên đã tiếp cận và rủ bé đi theo. Và sau khi bắt được bé, Thu đã đưa về phòng trọ để sáng hôm sau trở về Tuyên Quang. Thu khai nhận mục đích bắt cóc cháu bé là vì tình cảm cá nhân, nhưng đối tượng không có bất cứ quan hệ nào với gia đình cháu Gia Bảo. Người phụ nữ này giải thích lý do bắt cóc cháu Bảo. Hồi tháng 2 năm ngoái thì tôi có một yêu một người ở Tuyên Quang và mang bầu. Và tôi có hứa với anh ấy rằng sẽ giữ đứa bé nhưng đã không giữ được. Bây giờ người yêu hỏi nên tôi bắt buộc phải bắt một đứa bé tầm tuổi đứa con của mình để dẫn đến gặp người yêu để cho bố mẹ người yêu đồng ý cho chúng tôi tổ chức đám cưới. Và bên cạnh đó thì đối tượng Thu cũng cho hay có ý định bắt cóc cháu bé từ một ngày trước. Và trong khoảng thời gian này, đối tượng đã hai lần lượn lờ ở khu vực công viên Nguyễn Văn Cử, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, nơi bắt cóc cháu bé Gia Bảo để mục đích là tìm mục tiêu. Bất đắc dĩ thì tôi mới phải làm như thế. Và khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình. 7 giờ sáng ngày 22 tháng 8 thì tôi mới đưa cháu bé về Tuyên Quang, chứ không phải là lúc 3 giờ sáng, Thu nói. Thu nói rằng sau khi thông tin về vụ bắt cóc lan truyền trên mạng Internet, đối tượng vẫn không hề hay biết do điện thoại không vào đường mạng. Đồng thời khi đã bắt được cháu bé, Thu có cho cháu ăn, tắm cho cháu và có mua quần áo cho cháu. Và Thu nói rằng việc bắt cóc nhằm lừa người yêu để được cưới. Tuy nhiên thì người yêu của Thu không tin đấy là con của mình, nên Thu đã quyết định mang con về trả cho gia đình cháu. Nhưng chưa kịp mang trả thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Chiến công xuất sắc của lực lượng công an. Liên quan đến vụ việc thì tối ngày 22 tháng 8, công an tỉnh Bắc Ninh đã phát đi thông cáo báo chí. Và theo đó thì tối ngày 21 tháng 8, công an tỉnh đã tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1983, ngụ ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, về việc khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày,
thì anh Hưng đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, sinh ngày 5 tháng 4 năm 2018, và đến khu vui chơi trẻ em tại công viên Nguyễn Văn Cử, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh để chơi. Vào thời điểm ngoài công viên thì anh Hưng ngồi uống nước, cháu Bảo ngồi chơi trong khu vực. Đến khoảng 17 giờ 30 phút thì không thấy cháu Gia Bảo đâu. Anh Hưng thông báo cho bảo vệ công viên cùng với người nhà và mọi người đi tìm kiếm nhưng không thấy. Ngay sau khi nhận được tin báo thì Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và các lực lượng hỗ trợ tổ chức tìm kiếm cháu bé tại khu vực công viên và khu vực xung quanh nhưng cũng không tìm thấy. Và xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của vụ bắt cóc trẻ em. Sáng ngày 22 tháng 8 thì Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy vết đối tượng, và đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Và Công an Bắc Ninh xác định cháu Bảo đã bị một người phụ nữ dáng đậm thấp đi trên chiếc xe máy bắt cóc di chuyển khỏi công viên cùng thời gian trước khi nhận được tin báo. Đồng thời Công an cũng đã nắm rõ những mối quan hệ liên quan đến người thân và dấu hiệu về một người phụ nữ từng tiếp cận cháu Bảo khi cháu bé bị bắt cóc. Và bằng các biện pháp nghiệp vụ thì Công an tỉnh Bắc Ninh đã lần theo dấu vết người phụ nữ về xóm trọ ở một xã ở thành phố Bắc Ninh. Tuy nhiên thì cháu Bảo đã được người phụ nữ được xác định là Nguyễn Thị Thu đưa đi từ lúc rạng sáng ngày 22 tháng 8. Và tiếp tục bằng các biện pháp nghiệp vụ thì Công an xác định được Thu đã đưa cháu Bảo đến Tuyên Quang và đã tổ chức lực lượng họp bàn các phương án để tiếp cận làm sao đảm bảo an toàn cho cháu nhất. Cụ thể vào tối ngày 2 tháng 8 thì lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, và bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, quê quán ở tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Thu đang cư trú cùng người yêu tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Và đến khuya ngày 2 tháng 8 thì công an đã tạm giữ hai nghi phạm liên quan là Nguyễn Thị Thu và Đặng Văn Bằng, 33 tuổi, để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em. Lực lượng chức năng đã đưa cháu Gia Bảo về bàn giao cho gia đình, đồng thời di lý các đối tượng về Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra. Và đến khoảng 1 giờ ngày 23 tháng 8 thì cháu Bảo đã được đưa về Bắc Ninh trong vòng tay rạng rỡ và vỡ òa vì hạnh phúc của gia đình anh Hưng. Công an tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các lực lượng chức năng và đông đảo quần chúng nhân dân, cộng đồng mạng đã động viên chia sẻ và giúp đỡ trong quá trình truy xét đối tượng và tìm kiếm giải cứu thành công cháu Gia Bảo. Và đây là vụ án phức tạp khi đối tượng nghi phạm là một người phụ nữ bí ẩn, người bị bắt cóc lại là một trẻ em nhỏ tuổi, sự hiểu biết còn hạn chế khi nhận được thông tin. Và ban chuyên án đã phải họp bàn kỹ các phương án để làm sao vừa tiếp cận các đối tượng, vừa giải cứu an toàn cho cháu bé Bảo. Và đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh và Công an thành phố Bắc Ninh, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng chống dịch COVID-19 và nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước và trong sau Đại hội Đảng các cấp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cùng với việc phá án nhanh, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, chiến công này của lực lượng công an tham gia phá án đã làm nức lòng những người dân. Và trên các trang mạng, rất nhiều bình luận đã thể hiện sự cảm phục, mưu trí, sắc bén của lực lượng công an. Họ bày tỏ lời cảm ơn tới lực lượng công an đã giải cứu thành công cho bé trai từ vụ bắt cóc táo tợn này.